Hi, xin chào, rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị các bạn ha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn một công tác cũng rất là cần thiết trước khi mà mình bàn giao nhà. Đó là chính là công tác vệ sinh trước khi bàn giao. Thì như các bạn thấy trên hình ảnh là sau khi mà chúng ta đã hoàn thành căn nhà các bạn, đó thì nó rất là bừa bãi ha. Còn muốn mà căn nhà chúng ta sạch sẽ thì chúng ta phải vệ sinh từ trên xuống dưới, thì công ty vẫn sẽ có hỗ trợ là vệ sinh sơ toàn bộ công trình của mình từ trên xuống, nhưng mà muốn kỹ lưỡng và sạch bong thì chúng ta buộc phải thuê một đội vệ sinh chuyên nghiệp, đó là vệ sinh công nghiệp đó. Thì và cái chi phí này vệ sinh công nghiệp này bên nào lo, thì đối với công ty Tiến Phát số 8 thì cái việc vệ sinh công nghiệp này sẽ là chia 50-50 giữa chủ nhà và công ty đó. Công ty sẽ hỗ trợ chủ nhà vệ sinh công nghiệp toàn cái nhà là 50% cái giá trị thuê đó hai các bạn ha. Và cái việc vệ sinh công nghiệp này đó các bạn, là họ sẽ vệ sinh cho chúng ta từ trên xuống dưới và phải sạch sẽ đàng hoàng ha. Có thể là những cái đường ron á, sau khi vệ sinh công nghiệp nó sẽ bong chóc đó, nhưng mà những cái vấn đề bong chóc đó thì sẽ được công ty giải quyết qua là check chám lại, dặm vá lại đó. Và khi nào là làm thì sau khi mà chủ nhà đã làm cái nội thất đã xong rồi các bạn, thì công ty sẽ bắt đầu vào và dặm vá lại toàn cái nhà của chúng ta và vệ sinh cơ bản cái nhà của chúng ta một lần nữa ha. Đó, có như vậy thì cái nhà chúng ta trước khi vào ở nó sẽ sạch, nó sẽ đẹp đó, nó không còn bụi nữa, và chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều cái thời gian để mà chúng ta đi vệ sinh cái nhà chúng ta đó. Và cái việc vệ sinh công nghiệp này các bạn đó, các bạn thấy như anh thợ là phải chùi ngay những ngóc ngách, phải lau cho sạch bụi, tại vì bụi dâm ngay trong quá trình thi công nó rất là nhiều các bạn đó. Chúng ta phải kỹ những cái vấn đề này đó, và vệ sinh công nghiệp họ sẽ làm giúp chúng ta những vấn đề đó ha. Đó, chi phí để mà làm một cái vệ sinh công nghiệp đó thì nó dao động khoảng chừng là từ 3 cho tới 6 triệu các bạn đó, tùy đơn vị họ có nhận chuyên sâu làm sạch chuyên sâu hay không ha. Đó, và giá cũng rất là cạnh tranh so với thị trường. Và việc vệ sinh công nghiệp này là họ sẽ làm từ trên sân thượng đó, và họ sẽ ấy xuống tận cái nhà chúng ta. Như cái trệt hồi nãy các bạn thấy là còn rất là dơ do thùng sơn này nọ, thì bây giờ nó đang dần dần là gọn và sẽ lau lại cái nhà chúng ta 2-3 nước, và có thể đánh luôn cả là bằng máy nữa đó các bạn. Cho nên cái việc bong chóc những cái đường ron ở gạch thì nó rất là có thường diễn ra, cho nên thành ra là công ty sẽ qua dặm vá lại toàn bộ cái nhà của chúng ta sau khi mà nội thất vào, để sẵn luôn là dặm vá luôn những cái sơn đó các bạn. Đó, sơn tường mà nội thất lắp đặt nó bị chóc rồi bị chày vô vận chuyển đó, công ty cũng sẽ dặm vá lại hết ha. Đó, như các bạn thấy ở dưới tầng trệt đang lau lại một nước của cái nhà của chúng ta nè. Đó, và cái việc vệ sinh công nghiệp này là nó rất cần thiết trước khi mà bàn giao ha các bạn ha. Nó sẽ làm cho cái nhà chúng ta sáng bóng hơn, sạch đẹp hơn, và đặc biệt là cái sức khỏe chúng ta nó sẽ không bị mệt mỏi trong những ngày mà nhận nhà đó. Và tới thời điểm này thì các bạn hãy cùng mình nhìn lại cái ngôi nhà chúng ta sau khi được bàn giao thì nó sẽ như thế nào ha các bạn ha. Đó, sau khi được vệ sinh công nghiệp thì nó sẽ như thế nào ha. Và mình sẽ gửi đến cho các bạn nghe một vài lời mà chia sẻ của chủ nhà ở trong quá trình thi công, mà qua thông qua cái tên cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty mình luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình chia sẻ cho các bạn nghe ha. Dạ alo, em chào chị Lan ạ. Nghe Dạ nghe chị nghe em là nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty xây dựng Tiến Phát số 8 á chị. À rồi rồi chị biết chị biết. Dạ Có gì không em? dạ hiện dạ em xin phép chị vài phút để hỏi các vấn đề liên quan đến công trình của nhà mình nha chị.
Sắp tới là công trình của nhà mình là mình sẽ bàn giao á, thì đến giai đoạn này á có những vấn đề nào mà chị chưa hài lòng hay không ạ? Nói chung trong quá trình sẵn, trong quá trình mà xây dựng thì đôi lúc nó cũng có có sai sót em, nhưng mà cũng không có gì là gì đâu, cũng cuối cùng là cũng trao đổi giải quyết rồi. Đôi lúc nhiều khi cũng sơ sót sai này sai kia thì cuối cùng cũng xử lý giải quyết xong em ạ. Nói chung là giống như cái tường ở đằng sau chị nó bị thấm á, thì pháp luật cũng đã tìm cái phương án giải quyết cho chị rất là mừng luôn á. Chị rất là vui, có là anh Luật ảnh cũng hỗ trợ chị hết mình luôn á. Công việc thì ngoài ra xin... thì những cái linh tinh thì nó ít chút xíu lỗi thì mình chứng chỉnh lại thôi, em cũng không có gì. Dạ vâng ạ. Còn bạn kỹ sư á chị, thì chị có nhận xét như thế nào về bạn hay không chị? Phương á hả? Dạ đúng rồi ạ. Chắc cũng không có gì đâu em ơi. Ý là chị có đánh giá mức độ hài lòng của mình đó chị, là anh đã làm được như không á chị? Bình thường, em bình thường vậy đó em. Dạ. Bình thường thì thôi cái gì mình cũng bỏ qua hết, em không có đề cập vấn đề này nữa nha. Dạ. Nói chung là xây nhà mới là chị muốn đôi bên đều vui vẻ. Đó, Phương đôi lúc cũng cũng rất là nhiệt tình, nói chung thì cũng làm xây nhà chủ thì cũng giống như xây nhà mình vậy thôi. Đó, nói chung thì cũng có là nhiệt huyết vô trong cái công việc của mình. Đó là điều là nhiều khi chị cũng rất là mến. Mà đôi lúc thì cũng có những cái sai sót, mà những cái sai sót này đôi lúc chị cũng không có trách đâu. Chị cũng biết nhiều khi mỗi người có một cái công việc riêng của mình á, nhiều khi công việc riêng tư rồi cũng bận rộn này nọ thì cũng phải đi những cái công trình khác, thì công ty nào cũng vậy thôi. Nói chung chị ở trong ngành may chị rất là hiểu. Trong ngành may của chị cũng vậy thôi, một kỹ thuật là phải chạy 2-3 đơi đó, thì đôi lúc cũng không có bị sơ sót gì đó. Thì cái này nói chung Huy bây giờ cũng đã giải quyết xong hết rồi em. Cũng không có gì to lớn lắm đâu. Nên là cứ để xây xong nhà rồi bàn giao cho vui vẻ em ha. Và tới cuối cùng thì chị có hài lòng hết tất cả các dịch vụ mà Tiếng Phát Số 8 được cung cấp cho nhà mình hay không ạ? Hài lòng. Dạ em thay mặt công ty cảm ơn chị đã chọn Tiếng Phát Số 8 để xây dựng nhà cho gia đình mình nha chị. Cái này là cái duyên đó em. Dạ. Cái duyên là tự nhiên chị tới là trong vòng 10 phút là chị ký hợp đồng rồi. Tại do là cũng một phần là do chị đã tìm hiểu trên YouTube rồi. Đó, chứ không phải giống như một số khách hàng khi người ta tới người ta cũng hỏi xong người ta về xong người ta phải thương lượng, phải suy nghĩ kỹ rồi mới tới ký hợp đồng. Còn tụi chị là đã tìm hiểu rồi cho nên tới là ký hợp đồng là xây thì nói chung tiến độ thì cũng tương đối ok, tại vì do cũng một phần do bên chị cũng không có gấp lấy nhà. Chị cũng đang ở căn hộ rồi, khi nào cứ xong thì chị cứ dọn qua thôi, cho nên chị cũng nói anh em cứ thoải mái làm, miễn là làm cho nó tốt thôi, chứ đừng có gấp làm để tôi cuối cùng cái này mất cái kia. Đó, đâm ra giờ xây lên căn nhà chị cũng rất là hài lòng, rất là đẹp. Em cũng rất là vui khi nghe nhận lời được nhận xét từ chị là chị hài lòng lắm. Em cảm ơn chị đã dành thời gian. Cảm ơn em gọi liên lạc cho chị ha. Em chào chị. Rồi chào em Nhi nha, bye bye em. Dạ.